ăn, em thích hát. Em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. Còn giờ đẹp của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Chị thấy em rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Và chào cả các khán giả trong khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường. Em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ, em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ nay sụp còn 16 anh. Anh mua 12 có không? Dạ có, em cho anh luôn. Cho anh luôn. Cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Tôi ở chung cư, tôi không có điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm để chạy. Chị xuống dưới lần qua đem tặng cho chị chậu lan. Cảm ơn em. Thật ra mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sân đá banh. Con thấy ghét không mọi người? Ông Mai điện thoại thế nào cũng bị tôi xử à. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Vò, bạn ở quyền nào? Bạn ở xã nào vậy? Dạ, ở xã Bình Thành á. Gà gần Vĩnh Thạnh không á? Dạ không, chợ Lấp Vò, chợ thị trấn Lấp Vò. À, gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là mai mốt đem kiển vô Bách Quá Xanh là bán luôn cũng được. Rồi em trai Trường. Trường có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiển người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Còn khuyết điểm gì ông Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà con cái em hơi nhát chút. Nhát gì? Như dập gắn em sợ gắn. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Tôi sẽ sợ chuột thôi. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát. Em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Bây giờ hát đi em gái. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sắc pháo rơi đầy đồng. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Có mấy mối tình rồi Trường? Hồi xưa cũng được 4 năm. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. 7 năm sao chia tay trời? Cũng vì chính chất là công việc á, cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi nè. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. Con em nuôi. Nhà gái của mình tình duyên sao nè? Em có gia đình gãy đổ được một lần chị. Cách nay 4 năm có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái. Con ở với ba nữa. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con. Không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt á đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không? Đúng không? Chị thấy em rất là xúc động. Có vậy không em trai? Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Ta chuẩn bị cho một hành trang mới. Rồi nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cũng không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì mong muốn người con gái được quan tâm lo lắng cho gia đình. Trung thủy. Em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội hả? Trường cũng rất là xúc động. Người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ. Nghèo mà do em công việc không hợp với người ta. Nói chung là tất cả các lỗi gì em.
Trời, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trung Vũ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Mẹ không có về thăm hả em trai? Em có cho về thăm không trường? Cho bình thường. Bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn thì em không có liên lạc luôn. Con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Khi mà lúc đến thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khét xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thì thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ em thấy nói chung người miền Tây của mình á, thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài á, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không. Rồi cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng nè. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow. Thấy rõ không ạ? Dạ, anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương, cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng được, không có yêu cầu gì quá, chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh không cần gì, anh chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn được. Tiền bạc ai quản lý? Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được, chủ yếu là mình biết chia ly cho nó đúng là được, cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà em theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Sáng vợ đưa 50.000 uống cà phê rồi khỏe khỏi lo hết trơn. Thôi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết 4 mấy ngàn rồi. Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Cũng được. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ pha, vợ nhăn nhăn hết chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi, hỏi con có nhăn không? Có nhăn không nè? Không có tiền thì không nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đó. Hỏi giờ tiếng gần nữa cho nó rõ xíu đi. Ngồi xa quá. Nè, tiến gần lại hai bên đó. Rồi, hai người nói chuyện đi. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai, thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong mắt quá xanh có ai hơn anh thì...
Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh ta có gia đình hết rồi. Có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Ghiền quá ông ơi. Nè, mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Nhưng mà mất tiền bạc anh giao giữ hết anh chịu không? Dạ chịu. Rồi sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiều nhiều. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao không cho không được. Không có tiền đổ xăng đẩy xe về. Em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Tại vì là Bất Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ra ca là tới 10 giờ, 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao đâu. 9 giờ tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 1, 2 giờ chạy về. Trời ơi. Quá được luôn á. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Ngân không bấm á Ngân. Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động, động lòng, cảm xúc đầu tiên của em là gì? Anh chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Cái hôn nhân đầu tiên vậy đó em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Lần đầu với lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Xuống dưới tâm sự xin số điện thoại đi. Đi đi. Rất tiếc là cặp đôi đầu tiên họ đã không bấm nút. Thôi, bây giờ đổi không khí đi mọi người. Chúng ta hy vọng ở cặp đôi thứ hai này họ sẽ có một cái kết thúc đẹp với nhau. Và bây giờ thì mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ, với lại em cũng có sở thích nấu ăn. Mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Dạ, có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng. Thì em cũng một nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu, hôm nay anh làm về có mệt không, nó như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Thằng ngồi đi em trai. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia ạ.
Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hải, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nhưng mà công tác thì tại ở thành phố Thủ Đức. Bạn Hải tên... quê đâu Hải? Dạ, em là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi dạ. ở Bình Dương với ai? Dạ, em ở với anh ruột ạ, với lại chị dâu ạ. Rồi, mời em trai. Dạ, trước tiên em chào chú Ngọc Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lạng, em năm nay 27 tuổi ạ. Em hiện là đang làm chuyên viên bên Trung tâm Hỗ trợ Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì là anh? Dạ, Trương Công Lạng. Trương Công Lạng hả? Trời, tên dữ quá ta. Dạ, chữ công thì nó cũng có lạ một tí, là nó là không phải là chữ C mà là chữ K. Chữ K đó hả? Dạ. Công lệnh. Dạ. Chuyên viên là làm cụ thể là mình làm cái gì? Dạ thì cái công việc của em làm đó là tiếp nhận những cái đối tượng người ăn xin, người ăn than cơ nhỡ, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội á, thì mình tạo điều kiện cho họ là chăm sóc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Bên Sở Lao động Thương binh dạ, xã hội. Sở Lao động Thương binh xã hội. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán, rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Với lại em hát cũng khá là hay. Em xin dành tặng cho mọi người với anh bên kia một đoạn nhỏ ca khúc Anh ơi đánh rơi người yêu. Hay quá. Ý là nhắc đừng đánh rơi đó nha. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại anh không này. Dạ em xin hát ạ. Công lệnh là hát bài nào tặng nhà gái đi. Yeah, bắt đầu em hát một đoạn nhỏ. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn, có lẽ vì thế em là hạnh phúc của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên đây nữa rồi, cầm chặt tay anh mỗi khi em quay mất. Ưu điểm của khuyết điểm của công lệnh là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ. Với lại em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em không thích những người mà kiểu là không đúng giờ. Nói chung là ngay cả người yêu hay ba mẹ ở nhà, tức là hẹn lúc mà nào hẹn với em thì phải đúng giờ. Bạn gái ở bên đây khi mà nghe bên kia chia sẻ là em là một người rất là đúng giờ, em không thích người hỏng đúng giờ, có tôi thấy bạn gái bên đây cười mỉm mỉm mà hơi quê quê. Chắc bên đó trật giờ lắm hả? Bên đây hay trật giờ lắm hả em? Thì em cũng lề mề, tại vì em rất là kỹ tính, em làm gì em cũng kỹ, với lại em chuẩn bị hơi lâu. Nhưng mà về thời gian á thì em sẽ canh giờ và cố gắng sẽ đi được đúng giờ. Mày quá, lề mề mà không trễ giờ là được rồi. Rồi giờ mình nói tình trường của mình đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì 3 mối tình, một mối tình là hồi học sinh, một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người mà khoảng 1 năm thì em chia tay. Mối nào sâu đậm nhất em? Mối nào dạ sâu... mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Dần dần thì hai người không có tiếng nói chung nữa. Dạ đúng rồi, bọn em quyết định dừng lại. Bên kia 3 mối tình. Bên đây mấy mối? Em thì 2. 2 hả? 2 mà sao ngập ngừng quá vậy? Một mối tình nhưng với một mối tình. Ủa 2 hay là 1? Đơn phương. Yêu mà không nhớ nữa hả? Không, tại là một mối đơn phương. Còn một mối là yêu. Yêu lâu không? Dạ thì cũng có 7 tháng. Xong do lúc đó em học ở trong Sài Gòn, bạn đó học ở Huế. Xong xa quá. Yêu 7 tháng? Dạ. Mà xa nhau hết mấy tháng rồi? Xa nhau 7 tháng luôn. Bên kia 3 mối tình, bên đây có mối tình nhưng mà cũng không có gì gọi là sâu sắc hết trơn á. Bây giờ em gái. Dạ, em nghe anh kia nói em thấy anh hiền không? Dạ có hiền. Hiền khô. Dạ cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Dạ. Khó dụ giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi chứ ảnh mà gặp nhà gái cái khỏi giờ giấc luôn.
đợi tới sáng cũng được nữa. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ, về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, có bờ vai rộng đó, là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Bạn bên đây chắc chơi thể thao tạc lon này kia vậy. Có chơi môn gì? Nói chung là mặt bên đây sáng sủa, dạ, đẹp trai. Môn gì? Tươi. Chơi môn gì? Dạ, nói chung là chiều lại thì em hay ra công viên chạy bộ, thích xài đơn. Đó, ngon lành đó. Rồi chị dạ nói là... cho em nghe là body bên đây là đối với chị là chị rất là xích. Còn yêu cầu gì nữa không? Dạ, có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, không có gia trưởng, không có rượu bia, không hút thuốc lá. Bạn này thì làm về công tác xã hội như thế thì chắc chắn là bạn rất là quan tâm tới người khác, chăm sóc người khác cũng rất là tốt, bảo vệ người khác cũng rất là tốt luôn. Đối tượng của em là sao nè? Thì em cũng một bạn nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Nói chung là em cũng không cần người bạn nữ quá làm nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu là hôm nay anh làm về có mệt không, đó, như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Trời, dễ ẹt. Hả, anh thấy được á? Hai bạn này là thấy tương đồng với nhau. Bây giờ mình nhà trai đi với ai cưng? Dạ nay em đi của mình. Rồi có chú Quyền Linh lo. Mình đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp với là chị dâu. Đồng nghiệp rồi, xin mời ai đó đại diện nhà gái. Chào nhà gái ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp với bé Hải cũng được thời gian lâu rồi, nhưng mà bé Hải thì nó có một cái cá tính hiền lành và trung thực, thì em thấy bạn trai bên này thì cũng thấy tương đối, thấy phù hợp. Còn đây là chị dâu, thì để chị dâu nhận xét tí xíu. Em có câu hỏi muốn hỏi bạn trai là thấy bạn đúng giờ á, quan trọng việc đúng giờ vậy, bạn có gia trưởng hay gì không? Dạ không, tức là em mọi việc trong gia đình á, thì nhà em thì mọi việc trong gia đình thì tất cả đều ra bàn bạc với nhau, mình sẽ trao đổi với nhau rồi mình đi đến một phương án rồi tất cả cùng thực hiện, chứ không có cái kiểu là áp đặt ý chí là muốn người này phải làm theo ý mình. Thì thấy bạn cũng tương đồng với Hải á, tính tình cũng tương đồng, thích thẳng thắn rồi vậy, thì nếu có cơ hội thì hai bạn bấm nút tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ. À, cảm ơn chị dâu. Chờ gì nữa, mở rào thôi, hai bạn tự tìm hiểu với nhau. Đúng. Đi ca này chúng tôi không nói gì nữa hết. Rồi tấn công đi. Đến chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Thứ nhất là cái quả địa cầu có cái đồng hồ, tức là thứ nhất là cũng tượng trưng là em là một người rất là đúng giờ giấc. Một ý nghĩa thứ hai là ví dụ như sau này chúng ta đến với nhau á, mọi thời gian của anh thì dành cho em. Món quà thứ hai đó là đây là một cái sản phẩm ở quê em, tức là em cũng đang bán cái sản phẩm này, cũng đang kinh doanh sản phẩm này. Cái loại này thì sáng sớm ra bạn nữ có thể pha với một ít nước ấm thì uống rất là khỏe, tạo sự năng động cho ngày mới. Dạ, dạ em cũng có món em cũng có món quà tặng cho anh, đó là một bánh là do tự tay em làm. Dạ. Cảm ơn. Với lại một cuốn sách là Đàn ông sao mạ, đàn bà sao kim. Thì em muốn là trong đây nó sẽ có những cái mà khi mà không có hiểu nhau về giữa phụ nữ và đàn ông, thì khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ có thể lý giải được tại sao mà đối phương của mình có những cái biểu hiện như vậy, để mình có thể hiểu nhau hơn. Anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nghĩ sao về em ạ? Em một cô gái rất là dễ thương. Dạ em xinh xắn. Nãy giờ qua cách nói chuyện thì anh cũng cảm thấy em một cô gái là ít nói, sống nội tâm, nhưng mà theo cái giọng thì anh cũng thấy là rất biết là quan tâm người khác. Dạ. Thì em có sở thích như thế nào? Em thì em thích xem phim, em thích ca hát, thích đi du lịch. Em rất thích đi du lịch nhưng mà em chưa có cơ hội được đi du lịch cùng bạn trai. Dạ vâng. Sẽ thích giống anh cũng rất là thích đi du lịch, cũng giống như em là chưa bao giờ được đi du lịch với người yêu. Dạ. Thì em hy vọng là sau chương trình này nếu mà anh và em có quen nhau thì anh có thể dẫn em theo, rồi giới thiệu những cái địa điểm lịch sử, những cái di tích đang làm khán cảnh của đất nước mình. Thì em cũng rất thích điều đó nhưng mà em chưa có cơ hội thôi. Có cơ hội thì anh cũng sẽ dẫn em đi. Bây giờ em đó, hai người thỏa thuận với nhau thử khoảng bao lâu thì mình đến với nhau được?
nếu chúng ta hiểu nhau. Nếu mà quen nhau thì bao lâu thì anh tính tới chuyện hôn nhân ạ? Tầm tối đa là 2 năm. Nếu mà tính 2 năm là em 28 tuổi. À, tức là tối đa, anh đang nói là tối đa, có thể là sớm hơn. Dạ. Bây giờ em tới đi lệnh, tới nắm tay Hải đi. Anh xin phép em nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hải. Nãy giờ nói chuyện với em, anh thấy sao sao nè? Nãy giờ nói chuyện với em thì anh cũng thấy em một người con gái phù hợp với anh. Thì anh cũng mong là anh với em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách rất là phù hợp với em. Dạ. Mấy Hải hát hay đó, hát một bài nào tặng cho Lịnh đi. Em sẽ gửi tới anh một bài hát và khán giả trong trường quay một bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ, ánh dương nâng ngất lên ngàn có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi. Mà sao tình cờ gặp anh, em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã, vội đến rồi đi. Sao em không ngăn thêm được nghĩ suy? Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngạn tia nắng anh ngần lại, ánh lên màu mắt xanh ngời. Khoe lên ngàn giấc mơ ngàn trong đời. Bấy nhạc Kushida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mình đang đi tìm kiếm hay không, phải nửa bánh ghép này có hợp với mình hay không, chúng ta có rung động trước đối phương không, bấm hay không là quyền của các bạn. Hãy lắng nghe con tim của mình và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi. Hai bạn bấm rất là đều luôn, bấm cùng với nhịp tim của hai đứa đó. Một nụ hôn đầu tiên chứng minh ngày gặp mặt. Dạ, anh xin phép hôn tráng. Hôn tráng là hôn con mình đó. Không hiểu á. Cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. Và tăng cái đi hôn ấy là năm 2015. Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cái nào mình không màng. Tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Thưa quý vị, bây giờ Tường sẽ ra ngoài để mời cô gái của ngày hôm nay vào tham gia chương trình quý vị nha. Wow, rồi mời chị vào trong ạ. Đây, Tường dắt chị vào nha. Rồi, ngồi vô ghế luôn nha. Rồi, xin mời hai anh chị mở mặt nạ. Đây, Tường mở giùm chị nha. Ý, chị này quen. Dạ, dạ. Chào anh. Trời ơi, chị này quen rồi nha. Không biết quý vị có thấy quen không mà Tường thấy quen rồi đó. Xin chào chị Cát Tường và xin chào chương trình. Tên tôi là Bùi Đình Lũy, 56 tuổi, nguyên quán Thái Bình. Chứ quán là Bình Long, Bình Phước. Không việc thì gây vậy. Ở nhà chăm sóc vườn cây từ nhà ngoài chỗ ở thị xã Bình Long và vườn 12 cây vừa chăm con. Vậy nên tôi nói vui là làm ô xin cho hai bố con. Anh nói là hai bố con là anh với con anh đó hả hay là sao ạ? Cô gái út tôi năm nay là cháu 12 tuổi. 12 tuổi là hai bố con đi làm, đi trồng cây? Không, con ở nhà nó học, sáng đưa
cháu đi học xong thì tranh thủ vào vườn để cái vậy là mang cái sản phẩm mình bán lấy tiền cho mình. Vậy là cái vườn đó là vườn của ai? Của tôi ạ. Rồi mỗi ngày mình đưa con đi học xong mình ghé vườn mình làm trồng cây, xong rồi mình chiều mình về nhà thu hoạch thôi. Dạ, vậy chẳng hạn những cái mùa này thì người ta cạo cao su xong vào là cân lấy tiền cho người về lại chiều thì ở nhà. À, vậy là cái vườn có nhiều người làm cho mình không anh? Nói chung cũng ít thôi vì nhà cũng có gần 4 hecta vừa cao su vừa điều thôi. Dạ, vậy cũng cuộc sống là cũng ổn định rồi anh ha. Nhà thì ở trung tâm giữa thị xã Bình Long, thế tôi thì cũng có mua được một lô đất ở thành phố Tây Ninh nữa. Ồ, ở Bình Long mà mua đất tốt với Tây Ninh vậy anh? Có tiền thì nó mua để sau này dự kiến mà coi vậy có đi bước nữa đấy, thì cho vợ để cho con sau này nữa. À, hay quá, có lo xa quá ha. Bây giờ để mình cô gái bên đây giới thiệu anh nha, em mời chị. Xin chào chương trình, xin chào Cát Tường, xin chào anh bên kia. Mình tên là Nguyễn Cẩm Hồng. Năm nay 44 tuổi, nghề nghiệp là đông y, chuyên bên là chăm cứu thuốc Bắc, thuốc Nam. Hiện tại chị đang sống ở đâu? Gốc là ở Bạc Liêu mà hiện bây giờ thì đang công tác làm thì ở Kiên Giang. Nhưng bây giờ cái khó cái nè, chị thì ở tuốt Kiên Giang, anh thì ở tuốt Bình Long. Thế bây giờ hai anh chị nếu mà quen biết nhau thì, tại vì em biết chị này là giờ em chia sẻ với anh luôn. Chị á là hồi trước có con cũng tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chị là mẹ đơn thân nuôi con và con thì em đã mai mối rồi. Bây giờ còn mẹ nên em có hứa là em sẽ tìm mối rồi em cũng gả chị luôn. Con có đến chương trình với mẹ, mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ nhưng đăng mà... ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ nhưng mà hôm nay con quay trước rồi con muốn là nữa mẹ quay sau. Ồ, con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá, mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô. Dạ, con cũng muốn làm con được hạnh phúc và mẹ con cũng đúng được hạnh rồi. Phúc. Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề ha, hoặc là có là công việc là có thể là sau này ổn định là để là hai người bạn già là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Em thì em thấy sơ bộ là anh chị là tương đối là hợp với nhau đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng cách địa lý nó hơi xa, mà tụi anh chị thì cũng lớn rồi, không phải như các bạn trẻ mà mình có thể đi xe đi thăm nhau hoài. Thế thì chị có ngại gì không? Nếu mà tình thương đủ lớn là xa cách mấy không ngại. Cái duyên mới cái nợ nó tới được ấy, thì cái chuyện xa thì cũng không ngại vì là tôi mang tiếng như vậy. Nhưng mà tôi cũng cứ chạy xe Honda mà từ đây ra tới Quảng Nam là nắng này cũng vẫn chạy bình thường. Trời đất! Anh định chạy từ dưới Bình Long mà xuống dưới Kiên Giang thăm chị á hả? Không, Kiên Giang thì trên Bình Long thì cũng có xe, sẽ cơ vậy đi được. Hai anh chị mà yêu nhau thì bao lâu anh sẽ bắt xe xuống thăm chị một lần? Cái này thì nó cũng xa thì chắc phải cả tháng. Tháng thăm lần được không chị? Tại vì... Bây giờ thí dụ như yêu nhau nè, một tháng anh xuống thăm chị một lần thì chị nghĩ bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Vậy thì theo anh Bảm. Nếu như tìm hiểu phù hợp mà thật sự... thương yêu nhau rồi ấy, thì cũng từ 6 tháng đến 7 tháng. Em cũng nghĩ vậy chứ nếu mà mỗi tháng đi thăm nhau xa quá cũng cực anh ha. Vất vả. Thật ra mình cũng từng trải hết rồi. Mình nhìn nhau, mình gặp nhau một thời gian, mình trao đổi là mình sẽ biết liền là mình có hợp với nhau hay không. Về tình yêu thì chị mình cũng gia đình có từng là kết hôn, rồi cũng ly dị, chính thức ly dị thì cũng 10 năm rồi. Chị là một con gái thôi đúng không? Dạ, đúng một con gái, năm nay hai mấy em quên mất rồi. Gái 22. 22 tuổi. Nguyên nhân tại sao chia tay vậy chị? Chắc có lẽ là hết gì nói thì mình không có đổ lỗi cho ai hết. Rồi nếu mình nói ra thì ai cũng dành phần đúng hết. Còn con của mình nói thì nhiều khi con mình nó buồn, thành thử mình không muốn nói. Dạ, yeah. Mà anh chị ở với nhau thì là bao nhiêu năm? Hồi lúc mà chia tay thì nhỏ con gái này nó lớp 3, mới 8 tuổi, bước vào 9 tuổi. Bởi vì nhiều khi hôn nhân có những cái điều nó khó nói lắm. Nhưng mà sau mỗi câu chuyện thì mình sẽ rút kinh nghiệm để cho cái mối tình sau nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, thế còn anh? Thì... tôi thì cũng kết hôn cơ vậy là mới có một vợ đầu ấy, thì sống nhau được 28 năm, có 4 cháu gái. Dạ. Thì đến năm 28 ấy, thì vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình, bắt được luôn và tan. Thế ly hôn ấy là năm 2015, đến 2018 ấy, thì tôi cũng cơ vậy là cũng là đi bước nữa với một cô cũng sinh năm 79 nhưng mà nó không phù hợp, sống nhau được khoảng 8 tháng cô cũng cứ
hay uống rượu thì nọ kia, thì cô ở công ty nên đâm ra khi mà mình ở trên kia xuống đột xuất thì gặp như vậy thì có vẻ cảm thấy nó lấy nhau nhưng mà không ở chung. Vâng, tối thứ bảy thì mình mới về thôi, về trong đến tối chủ nhật thì lại phải đi rồi. Thế nên đâm ra cái lấy nhau nhưng mà cũng sống với nhau cũng chỉ được lâu nhất có khi là 5 ngày. Vậy tại sao mình không tìm hiểu kỹ cho nó hợp hoàn cảnh mà mình lấy thêm chi nữa thì vậy? Thì nói chung cô thì cũng cùng xã ở ngoài Bắc ấy, cô thì cũng quen thì mai cô mối. Mai mối thấy thì nó cũng phù hợp. Ai nói sao thì mình cũng tin rồi, đâm ra cái bài khi mà cái sự việc nó như thế thì cũng không thấy nó phù hợp. Còn bà thì nói chung là khi mà hội họp hay là đi giao lưu thì uống một vài ly bia thì rượu để xã giao thì được, còn mà nhậu mà nó nọ kia thì nó quá thì cũng không hay. Hai cuộc hôn nhân gãy đổ, anh có rút ra được kinh nghiệm gì hay là một cái điều gì cho bản thân mình cho những cái cuộc sống sau này không? Mình thì mãi làm ăn thôi, đâm cái chuyện chân gối nhiều khi là mình thiếu quan tâm chẳng hạn thì tôi vẫn rút ra là chẳng hạn như vậy là làm kinh tế nhưng cũng song song đi với về cái chuyện chân gối vậy ấy nọ kia vợ chồng rồi. Thì cái đó là tiền bạc là một chuyện nhưng mà phải có cái sự quan tâm chăm sóc phụ nữ đàn bà, là ta cần có người đàn ông bên cạnh. Nhiều khi anh cứ lo mãi mê kiếm tiền nên đôi lúc người ta lại cảm thấy cô đơn, ta gọi là đồng sàng dị mộng, nằm chung với nhau nhưng không chia sẻ được. Phụ nữ á quý vị, đàn ông cứ hay nói đàn bà lèm bèm, nói nhiều, nhưng mà nhu cầu của phụ nữ là được nói, quý vị ơi, thông cảm giùm nha. Nếu mà thật sự thương yêu người phụ nữ của mình là phải dành thời gian lắng nghe và quan tâm họ một chút xíu thôi là được à. Ngọt một chút, quan tâm một chút, ga lăng một chút thôi, phụ nữ cỡ nào cũng chết hết á. Anh tin lời Cát Tường đi, thật sự nha anh nha. Chứ không phải là anh nghĩ rằng là anh chỉ đưa tiền cho người ta là đủ đâu. Sai, tiền nó không quyết định được cái tình yêu. Vâng. Dạ, hy vọng lần này nếu mà có một cái tình yêu mới thì anh phải dành thời gian chăm sóc cho người ta nhiều hơn anh nha. Vâng. Rồi, bây giờ mẫu người chị muốn tìm là mẫu người như thế nào? Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cái nào mình không mà. Đó, thấy chưa, nghe phụ nữ người ta nói chưa. Cho nên người đàn ông người ta phải cho người phụ nữ được một cái niềm tin, tin tưởng được và ổn định là người ta sẵn sàng liền. Rồi bây giờ em mời chị ha, chị hãy tìm thử xem anh ấy có trong cái bức hình này nè. Thế còn anh bây giờ anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Trước hết là trung thủy, là cái người vậy phụ nữ của gia đình. Dạ. Yeah. Giờ trong ba người phụ nữ này là có cái người phụ nữ đang ngồi đối diện đó, anh cứ tìm thử đi ạ. Anh cứ cảm nhận coi ba người đó anh thích người nào. Chắc anh này, tại vì nó có đứa con gái, anh này tại có đứa con gái. Chà, tư duy hay nha, có đứa con gái là đúng rồi. Chà, còn này anh chị nhận ra được ảnh không? Này đông quá. Đông quá ha. Cái này để chứng minh là ảnh hồi xưa anh có đi bộ đội thôi ha, chứ bây giờ đông quá cũng không tìm được ảnh đâu. Ai à? Chắc cái này. Tại sao anh chọn cô này? Cô ấy làm bên đông y thì non là cái kia. Nhìn theo nghề nghiệp và đoán ha. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim ra để coi là mình có đoán đúng hay không nha. Chứ cổ là đoán là đúng anh rồi đó, tại vì anh tố anh rồi, có cô em con gái ngồi kế bên là ta nhìn vô ta biết liền. Mở cửa trái tim quý vị ạ. Dạ. Dạ, mời anh kiểm tra lại xem mình lựa chọn đúng hay không. Sai. Sai. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm nhận như thế nào? Nhìn cô cũng dễ nhìn, nói chung là cũng có thân thiện. Chị cảm thấy như thế nào? Nhìn anh thấy cũng hiền. Thẳng quá. Rồi hôm nay cũng gặp mặt em đầu tiên thì anh cũng có chỗ bông lan về vậy tặng cho em, về vậy mong em về về vậy chăm sóc cho nó người tốt. Em cũng vậy có món quà này đẹp như em chỗ cũng lan đó. Tặng cho anh này là trà để anh uống mắt gan. Ồ, đồng ý đó. Tốt à, bây giờ em thấy anh hàng ngày nè, đi làm vườn đồ nè. Rồi bên đây thì là làm đông y nè, về coi trị bệnh cho nhau ha. Tối đấm bóp massage chăm cứu, tuyệt vời, người vợ trên cả tuyệt vời luôn. Quan trọng làm sao để mà thuyết phục được cổ rồi rút ngắn thời gian tìm hiểu để về chung một nhà. Chứ em là em thấy phù hợp rồi đó. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một buổi ăn trưa tại nhà hàng LA Garden Restaurant. Đây là món cơm chiên cá mặn đúc lò với gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Mời anh chị ăn ngon và chúng ta trò chuyện với nhau nha. Ít phút Cát Tường sẽ quay lại. Chúc anh chị ngon miệng. Mời em ăn. Dạ, mời em. Em ở dưới Kiên Giang, em làm bên đông y, làm bệnh viện hay làm cỡ tư nhân? Thế nào em làm tư nhân ở nhà? Làm nhà thì nó cũng tiện.
Thường thường thì thôi ra thì con lúc nào cũng theo mẹ, mà sao cháu lại ở với anh, tự anh dành nuôi con hay là cháu nó quyết định ở với anh? Nó tự ở, mẹ nó cũng ấy là cũng bỏ đi một thời gian. Và thì chỉ đưa hai đứa lớn đi rồi, còn đứa nhỏ thì cứ vậy để nó nhà mình. Nên khi ra tòa thì tòa hỏi ấy thì cháu nó còn ở bố. Thế nhưng mà em có ngại anh có bốn cô con gái còn. Con đông thì cái đó là vui, ăn thua thí dụ ở anh xếp xít, anh sắm sao công bằng. Em thì tuy bằng giàu em là ít con, nhưng mà tại vì em cũng từng là một coi mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ là em rất là thương. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một coi mẹ là em thương lắm. Em muốn chia sẻ anh điều này. Công việc của em làm thì em tiếp xúc là nữ có, nam có. Cái nghề của em làm đương nhiên là em phải dùng là để em bấm nguyệt, em bóp, nắm bóp vậy đó. Anh có ngại điều đó không? Không, chuyện đó thì công việc làm ăn không có vấn đề gì. Miễn là chỉ trung thủy thật thà tình với gia đình, vợ chồng thôi. Đó, cái đồng ý cũng như bác sĩ như đó, ví dụ công như việc bây giờ mà. Em chấp nhận em ưng anh là về như là em chỉ cần là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình hoàn tất. Em cái đó là em ok. Ví dụ em đến với anh, em bỏ cái nghề của em á, là anh có thể lành luôn tất cả mẹ con em nổi không? Cái kinh tế như giờ của anh ấy thì nói chung là thêm một hai người nữa mà thì nó cũng đủ sống. Nhưng mà muốn là hai vợ chồng cùng làm thì coi vậy là nó có dư giả ra thôi. Còn coi vậy về thì được, nó gọi là cũng đủ. Đại khái là mình thu thì nó cũng ổn định chứ không có lo. Về trên nhà anh thì nói chung nó là trung tâm thị xã. Có khi mình cũng mở ra mình coi vậy buôn bán cái gì cũng được. Vì coi vậy nó cũng... Thì tại em hỏi anh vậy thôi, nhưng mà em thì em cũng nói thiệt là 20 năm nay là coi như là trong gia đình là đàn ông cũng là em, đàn bà cũng là em, thành thử em rất là mệt mỏi. Là em ao ước là có một người chồng biết hiểu thông cảm cho em, là chỉ em là trong nội trợ trong gia đình, là cái nguyện vọng em chỉ nhiêu đó thôi. Anh thì cũng vậy, anh thì đàn ông nhưng mà nói chung là việc của đàn bà anh làm hết. Hình như bây giờ là anh thỉnh thoảng anh gặp chị anh có nói chuyện không? Mà của con cái ấy, thì mới nói chuyện thôi chứ còn cũng không nói chuyện. Vì nếu như mà vợ chồng mà nó trục trặc cái gì nó dễ, còn cái chuyện này nó lại tốt. Hai vợ ảnh là ngoại tình cho nên không có gì để nói. Em hỏi anh chia sẻ anh câu này, tại vì hồi trước khi đó là hai chồng có thôi nhau. Em có nói thí dụ như sau này mà em có chồng mà chồng em chưa có vợ á, thì em nghĩ cái tình nghĩa đó em có thể là như chồng em á, nếu mà chưa có vợ thì chồng em bệnh em có thể là em đi thăm hoặc em nuôi chồng em, anh cho điều đó không? Cũng như cái đó là em nghĩ là cái tình cái nghĩa là cha của con gái em. Cái đó thì tại hoàn cảnh của chị nó khác. Hoàn cảnh chị là tại vì không có hợp rồi mình chia tay, thì giống như mình cũng là bạn, thí dụ như có ốm đau bệnh hoạn mình cũng giàu giúp thôi, đỡ. Nhưng mà vợ chồng em gặp vui vẻ nói chuyện đâu đó đàng anh hoàng. Có ngại điều đó không? Ý chị hỏi vậy đó. Cái đó thì cũng hơi ngại chút. Tại vì sao? Vì cái vậy là nếu như mà chị chẳng hạn đi thăm nọ kia để được cần chăm sóc thì cũng hơi ngại. Tại vì chăm sóc thì cứ vậy vì không như ý em thì... nói tha chăm sóc là không phải là chăm sóc nhiệt tình như là cũng có con em hoặc cháu ảnh gọi như ý là em đi tới lui cũng lo lắng quan tâm là để mình nhắc nhở cho con mình gì đó. Đó là sống cái nghĩa cái tình thôi. Không thì anh nói mà ví thử đi thăm về thăm bên gia đình bên nội của cháu ấy, nọ kia rồi bệnh tật hay bố thì thăm thì nói chung là cũng được, nhưng mà chăm sóc thì có khi là cứ vậy nó cũng ấy vì nó lại rồi hơi khó thiệt. Tại theo ý của Cát Tường là vậy, khi chị nghĩ điều đó là khi chị chưa có tiến thêm bước nữa, còn khi chị đã có bước nữa rồi thì đương nhiên chị cũng sẽ tự biết là mình cái gì mình cần làm, cái gì mình không làm. Có thể chị vẫn xem anh chồng cũ chị như là bạn bè bình thường, nhưng mà lúc đó cái mối quan hệ bạn bè, ví dụ chúng ta có thể gặp nhau đi ăn đi uống, nhưng mà lúc đó phải có người chồng mới của chị bên cạnh thì ok. Nếu mà chị ok, nếu mà chị đi chung với ảnh thì cái chuyện ví dụ anh kia bệnh chị đi chung với anh này chở chị tới để chị thăm anh kia, chuyện đó bình thường thì cái đấy được đúng không anh? Thì cái đấy là đúng, Tường cũng đồng quan điểm như vậy. Cái đó em thấy rất là bình thường. Tại vì em sống là em muốn làm noi gương cho con mình thôi. Biết rằng là ông xã em làm tổn thương em, mà em giờ em có nói nặng đi thì con em cũng buồn, thành nữ em không muốn điều đó. Em nói ví dụ như em nha, mà giờ em lấy một cái anh nha, chồng nào đó nha, anh đó có vợ cũ mà vợ cũ ốm đau bệnh hoạn mà ảnh mà lén em mà đi thăm đi nuôi vợ cũ là em cho lên đường luôn, riêng em là không được. Còn anh này là ảnh dễ rồi đó. Thôi bây giờ vậy, đừng cãi nhau, bây giờ mời con gái vô. Hôm nay đi chúng ta có con gái để nghe xem quan điểm của con gái như thế nào, được không anh? Mình được. Nghe thêm ý kiến của lớp trẻ coi người ta có cái tư duy như thế nào ha. Rồi mời em vô đây. Dạ con chào chú. Chú đi học con. Dạ.
Nó nghe nè, trong chương trình bữa hổm á là chị kêu em bằng cưng đúng không? Dạ. Bữa nay kêu bằng con nha, tại vì hôm nay chị để làm bạn với mẹ với lại làm bạn với chú đây. Dạ. Ý kiến riêng của con về cái quan điểm của mẹ con và của chú thì con thấy như thế nào? Ý kiến của mẹ con cũng đúng, ý kiến chú cũng đúng, nhưng mà theo con thì nếu như mà mẹ con sau này có chồng á, thì mẹ con có thể về thăm ba con, nhưng mà có chú đi cùng con cũng cảm thấy rất là vui. Đúng. Nên là con mong là nếu như mà chú với mẹ con mà có đến được với nhau á, thì chú với mẹ con hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Tại vì con suy nghĩ nếu như mà yêu thương con được á, thì con sẽ yêu thương lại như vậy thôi. Chú thấy như thế nào chú? Không, chú thì thấy cái đó cũng phù hợp. Ủa mà ba hiện giờ ba có bạn gái mới chưa? Cha có rồi ạ. Cha có rồi hả? Đó thì người ta bạn gái mới người ta cũng đâu có cho vợ cũ chăm sóc đâu mà lo. Ở đây mình cứ phải nói cho nó cụ thể cái gì thì mình cũng nói với trước. Con theo dõi từ nãy giờ thì theo cảm nhận của con về cặp đôi này là con thấy như thế nào? Con thấy thì chú là hiền. Mẹ con thì trước khi chương trình thì con thấy chú cũng khoảng 70% là mẫu người của mẹ con rồi đó. Còn 30% lại thì con mong là mẹ con sẽ suy nghĩ. Con mong miễn là mẹ con có tình cảm thì con lúc nào cũng ủng hộ cho. Rồi, cảm ơn con. Con có muốn nói gì, nhắn nhủ gì với mẹ con không nè? Mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ đi. Nguyên cả cuộc đời này là mẹ dành cho con rồi. Nên là bây giờ mẹ đến đây á, con đăng ký cho mẹ thì mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Rồi, ok, mẹ xúc động lắm rồi. Thôi, cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cố gắng lên nha chị nha. Giống như con gái nói là mình cứ chọn theo cái lý trí, theo con tim của mình. Không có suy nghĩ vì ai nữa hết. Con gái nó lớn rồi, nó có tình yêu rồi, nó tự lo. Nếu thật sự mình thích, mình có sự rung động, rung cảm là mình cho mình cơ hội. Anh cũng mong đến đây thì cho nhau một cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm á. Cái nút bấm này đó là nút bấm tình duyên. Chị đã đưa con gái đi tham gia chương trình rồi, chị hiểu rồi ha. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại và cảm nhận một lần nữa để chúng ta quyết định ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Sao chị lại không bấm? Em xin lỗi anh, hình như em muốn tìm cái người là từ thành phố trở về. Anh rất tiếc là anh xa quá. Nói chung là anh cái gì là cũng hoàn hảo, ok hết. Là chỉ rất tiếc là anh hơi xa thôi. Rồi, không sao anh. Thì giờ ra chương trình thì em với anh là người bạn tốt. Rồi. Nhưng mà sau chương trình thì em cũng hy vọng anh chị kết bạn với nhau, tìm hiểu. Em nghĩ là nếu mà đã yêu nhau á, thì thêm một cái đoạn đường dù có tới đâu cũng không có quan trọng. Tại vì anh chị chưa có cảm xúc về tình yêu á, nên mình cảm thấy nó xa xôi. Em vẫn trân trọng cái quyết định của chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi em mời hai anh chị đứng lên ạ. Tường cũng rất là tiếc khi mà tại Tường làm mai cho những cặp đôi mà lớn tuổi hoặc là đã gãy đổ như thế này. Thì Tường rất là cố gắng đó quý vị. Thì thay mặt cho chương trình, Tường cũng một lần nữa chúc cho chị sớm tìm được một nửa của mình nha chị nha. Em cũng xin chúc anh như vậy. Chương trình này phát sóng nhiều khi là có nhiều cô rất là thích anh đó. Anh cũng là một người đàn ông có sự tin cậy để cho người phụ nữ có thể dựa vào. Hôm nay tình duyên chưa đến mà Tường cũng hy vọng rằng một ngày nào đó thì anh cũng tìm được một nửa của mình, một người vợ như ý anh mong muốn để hủ hỉ lúc về già anh nha. Dạ, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình. Hôm nay thì không thành công rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau quý vị nhé. Chương trình chúng ta thì có khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cho một tràng pháo tay để chào đón hai chàng trai của ngày hôm nay. Tôi có hàng rồi. Giờ đàn trai đã có rồi, giờ nhà gái phải ra thôi. Mời hai cô gái của chương trình ngày hôm nay.
cả bốn bạn đã vào vị trí của mình rồi. Trước tiên phải cho các bạn ấy giới thiệu về thông tin cá nhân chứ. Bạn trai ra trước, ưu tiên bạn trai nha. Hôm nay tôi bận áo đỏ, tôi ưu tiên cho chàng trai áo đỏ. Chàng trai áo đỏ. Xin mời em. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tài, năm nay mình 34 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của một công ty về phần mềm. Quê mình ở đâu? Quê ở Sài Gòn. Quê ở Sài Gòn. Nhỏ lớn sinh ra lớn lên Sài Gòn luôn. Nhà Tự Vũ. Hả? Sinh ra Tự Vũ. Này. Rồi, xin mời họ nhà gái. Một cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường, chào hai anh cùng chơi bên cạnh, cũng như chào toàn thể khán giả. Em tên là Đỗ Thị Nga, 31 tuổi và em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Hiện tại em đang kinh doanh spa, em làm cùng với em gái em mở một cơ sở ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyên ngành chính của em thì là về phun xăm thẩm mỹ công nghệ cao, tức là phun xăm mày môi mí. Hiện tại thì em đang phát triển mạnh về điêu khắc tóc hói và cấy chân tóc ạ. Nghệ thuật làm đẹp. Cô gái, vâng, đúng rồi, thiên về làm đẹp. Dạ. Chủ tiệm nha, chủ tiệm nha. Chủ tiệm nhỏ nhỏ thế ạ. Chủ tiệm nhỏ rất khiêm tốn nữa Tường ơi, Tường. Rồi ngày hôm nay em tới với ai? Hôm nay em tới một mình ạ, tại vì lý do bận công việc nhiều quá. Là em ở Hà Nội hả? Vâng, em ở Hà Nội ạ. Bay vào đây sao quay chương trình? Quay xong chương trình xong là em cũng phải trở ra Hà Nội luôn. Chưa gì em đã đòi bay đi rồi em ơi. Nhiều khi em quay xong chương trình em ở lại luôn cũng có. Chị ơi, tại vì em có cái lịch gấp, nhưng mà nếu như mà anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Anh ấy gấp hơn nữa nha. Đó là giới thiệu của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạo giờ là cô gái mồi ngồi cái ghế màu xanh á. Bây giờ em giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường cùng hai anh ngồi hướng kia. Em là Võ Thị Tường Vi, 26 tuổi. Em đến từ thành phố Đà Nẵng. Hiện tại em đang kinh doanh thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Vi ở Đà Nẵng, đang hiện sinh sống ở đây. Ngày hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái em. Em gái em hả? Dạ. Là em ruột hay là... Dạ, em ruột. Em ruột nha, thấy em ruột trời người ta chưa? Trời ơi, nhìn thấy em ruột lòng thấy lòng em như vậy là biết chị như sao rồi. Ghế xanh hả em, ghế xanh hả em? Dạ đúng rồi. Ghế xanh hả em? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đó. Dạ đúng rồi, ai hỏi em đâu mà em dạ đúng rồi liền, hay quá. Em trước tiên cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường với anh Hứa Minh Đạt và toàn thể khán giả ở đây. Em tên là Anh Duy, em quê ở An Giang, em sinh năm 94. Công việc hiện tại của em thì là ca sĩ tự do và làm trường siêu thị nữa. Thấy trong người cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy em gái ở dưới? Vui. Vui ha. Dạ. Hồi bữa nay đàn trai là đi tới có rủ theo ai ở nhà không chị? Tại có ai đi theo mình không? Mình đi theo với mẹ của mình, mẹ ruột. Mẹ luôn? Dạ chào cô. Dạ. Còn em? Dạ em đi theo với chị của em. Chị ruột hả? Dạ không, chị họ. Chị họ. Dạ. Rồi. Bên đây hai chàng trai đều có người nhà đi theo. Tài hiện tại là giờ mình đang được ghép đôi với bạn Nga. Còn Duy thì mình đang được ghép đôi với lại là Tường Vi. Bây giờ mình sẽ hỏi cái cặp đôi màu đỏ trước nha ông Mai. Dạ. Trước tiên ngày hôm nay khi mà em nghe có một cái cô gái chương trình ghép đôi với mình mà người ta bay một mình từ ngoài Hà Nội vô đây thì cảm xúc em sao? Cảm thấy rất là phục bạn đó. Em có ngại yêu xa không? Trước giờ thì chưa có yêu xa bao giờ nên cũng không biết cái cảm giác nó như thế nào. Giả tỷ như bữa nay mà hai người bấm nút chọn nhau đó, em có sẵn sàng bay ra đưa cổ về không? Thí dụ thôi. Nếu mà cái tình cảm của hai bên nó chính tới thì chính điều tới đó cũng có thể xảy ra. Rồi bây giờ về bản thân mình. Mình rất là có trách nhiệm, có tính kỷ luật. Về cái điểm yếu thì hơi khó tính một chút. Chắc là do cũng già rồi nên hơi khó tính. Ví dụ cụ thể như thế nào? Là những chuyện là nó không hợp lý. Ví dụ như là ăn chơi nhiều quá, đi chơi khuya hay sao vậy? Tức chơi là gì mà chơi tới khuya? Ví dụ như đi với bạn mà ham vui quá. Vui là vui cái gì? Ví dụ như đi với công ty hay đi với bạn bè vậy. Là ăn nhậu hay là ABC, ăn nhậu với EFZ đồ? Ăn nhậu là đến Z. Gã ná thôi. Tới Z không? Chưa tới Z. Xạo. Mặt này là tôi nghi lắm. Không. Em thấy ý là em khó chịu về những chuyện đó chứ không phải là em có những chuyện đó. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Khó chịu về những chuyện đó là sao? Tức là nếu mà bạn bè hay là đồng nghiệp về có những cái chuyện đó thì em không có đồng tình với chuyện đó. Có nghĩa là đi chơi với bạn bè mà chơi từ A đến Z đó là em khó chịu. Em không có đồng tình. Em không có đồng tình. Dạ, dạ, vâng. Vậy là em bê đơ. Vâng. Vậy là em bê đơ. Thích gái không?
Thầy có chứ gì? Thích gái không? Thầy có chứ gì? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nhất là bỏ nhiều thời gian chơi game. Bớt lại, mai mốt mà có bạn gái rồi là không có nhiều thời gian để dành cho game đâu. Cái đó là cũng là sở thích của em. Nhưng mà mấy cái chơi game nó có tiền phải không? Thì cũng có chút. Đó hèn chi, tiết chế lại ha. Dạ vâng. Cô gái bên đây ngồi im lặng và mỉm cười. Ta cho cổ nói đi cho rất mình lạ. Nha, phải nói lên cái sở thích và cái điểm yếu của em. Em là một người khá là độc lập tự chủ, em nấu ăn cũng tốt, em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút, di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe, sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đến bệnh vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân vô tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá, môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng chí hướng. Bye rồi. Hả? Nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Ghê. Anh bên cạnh ơi, em thích chơi boxing á. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Đường ơi. Ơi, bây giờ chưa. Trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Tỏ tình cái gì xí đi, tôi thấy là cái anh chàng Duy ngồi kế bên tôi đó là ngứa lắm rồi. Ngứa tay, ngứa chân, ngứa giọng lắm rồi. Duy. Dạ. Hát câu nghe chơi cho nó thay đổi không khí rồi chừng bắt đầu mình mới vô giới thiệu. Mặc dù chưa gặp bạn ở bên kia, có một bài hát em cũng thích, em xin hát tặng bạn vài câu. Vỗ tay cái gì ơi. Trời ơi. Chạm nhẹ vào ánh mắt, say như ngàn tia nắng dịu êm. Chạm vào nụ cười ấy, anh quên đi mọi thứ trên đời. Chẳng thể nào cố giấu, anh không thể ngừng nghĩ về em. Là người duy nhất khiến anh yêu đến nổ tung. Lại gần đây ôm anh thật lâu, nhẹ nhàng bàn tay đan vào nhau. Mặc kệ thế giới chúng ta vô hình tan biến cho nhau. Ổn nha Tường. Ổn không? Rồi bây giờ cho hỏi câu nè. Nghề nghiệp là ca sĩ, mà thường ca sĩ là người ta trau chuốt bề ngoài lắm, sao ca sĩ này đen vậy? Dạ, do ca sĩ này thích đi phượt. Hèn chi có làn da rám nắng săn chắc ha. Wow, rồi cũng được thì đi phượt cũng là một môn thể thao tuyệt vời. Nãy giờ em nghe em ngồi em cư không ha, ngồi anh khiêu, mà khiêu anh vụ gì vậy, thích anh này hay sao? Dạ em cũng là hơi ấn tượng với cái bạn này. À, em thấy bạn thích đi phượt và mô tô, hơi cảm giác mạnh. Thích ca tính mạnh đúng không? Dạ. Bây giờ sở trường, sở đoản em là cái gì? Điểm yếu em là cái gì? Sở trường của em chắc vẽ với thời trang. Thiết kế hả? Dạ, những gì liên quan tới trẻ em. Thích con nít? Dạ, em cũng có hoạt động bên lĩnh vực gọi là nghệ thuật kích ấy. Là những cái gì liên quan tới kích là em... À. Em có dạy về vẽ cho trẻ em luôn. À. Những cái gì liên quan tới con nít đều thích hết. Dạ. Rất thích con nít đó nha. Em muốn đẻ mấy đứa Vi? Chắc một. Kỳ vậy? Một thôi. Sao tự nhiên thích con nít đẻ con đứa vậy? Không, một đứa thì mình chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn chị. Vi ơi, nhưng mà cho chị hỏi riêng cái nè. Em nói là công việc của em là em thích trẻ con. Mình tương tác với trẻ con mình phải nói nhiều chút xíu. Chị vẫn chưa hiểu rõ, vậy là cuối cùng cái công việc chính thức của em là em làm gì? Công việc chính của em ấy là kinh doanh thời trang trẻ em. Em có một cái thương hiệu riêng và cũng hoạt động ở vị trí nhà thiết kế. Rồi. Thiết kế thời trang trẻ em luôn. À. Về cái tương tác với trẻ em là khi em làm việc với trẻ em ấy thì em sẽ gọi là mình muốn tương tác với các con là trước tiên là mình phải biến mình thành con nít. Dạ, đúng rồi. Biến mình thành con nít rồi mình mới tương tác được, còn khi mình quay trở lại với mình thì nó phải là chính mình. Gặp con nít thì người ta mới nói chuyện nhiều với con nít. Nói chung là một cô bé như thế này là theo kinh nghiệm của Duy Tường là rất có cá tính. Hay sao? Nghe Vi giới thiệu thì em thấy em với Vi có hai cái điểm đồng nhất với nhau. Nhiều đó là hai điểm đồng rồi đó hả? Đồng gì? Về vẽ với lại về
con nít. Em cũng thích con nít. Khá là thích. Bây giờ nói về tình trường. Em có hai mối tình rồi. Em khai thiệt nha. Chào thiệt. Mối tình đầu tiên hồi nào? Mối tình đầu tiên là ở thời còn sinh viên. Sinh viên. Là quen với bạn đó là bạn đó học cấp 3. Ừ. Quen được mấy năm? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ đúng rồi. Nguyên nhân sao chia tay? Nguyên nhân là lúc đó ham chơi quá, kết quả học tập nó không được tốt. Cả hai luôn. Dạ. Chơi game chung. Dạ, chơi game chung. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là lúc bắt đầu đi làm. Ừ. Dạ. Quen một thời gian thì cãi nhau nhiều quá, do bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm về chuyện gì? Em ghen với bạn gái. Tại bạn gái là có anh bạn rất là thân. Là cũng hay nhắn tin với anh bạn. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ được 2 năm. Cũng được 2 năm. Mà bây giờ kết cuộc rồi cũng chưa biết là cái người đó là có yêu mình không hay là yêu thằng bạn thân. Hả? Tại em không có tìm hiểu. Cảm ơn. Chia tay mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi sao tự nhiên 5 năm nay rồi ở không? Thì không có kiếm được người nào thương mình. Trời ơi, em đàn ông em phải chủ động chứ, giờ em ngồi đợi ai thương em? Đúng là chị nói là không, em không có chủ động. Tại vì đi làm rồi về nhà giải trí làm game rồi đó. Chơi game rồi, bởi vậy nó không có cái thời gian để mình nghĩ đến chuyện đó luôn. Thôi dẹp giùm tôi cái game nha, tình yêu mới tới được nha. Nghe tình trường bên đây vậy, Nga thấy sao Nga ơi? Về tình trường thì em nhiều hơn anh ấy chút chút ạ. Nhiều gấp hơn. Đôi ạ. Chút chút ạ. Gấp đôi ạ. Gấp đôi là nãy là ảnh dạ, là anh có 2 mối tình, em có 4 mối tình. Quá xuất sắc. Mối tình đầu tiên đấy là mối tình hồi sinh viên ạ. Tình yêu sinh viên như cơn mưa rào. Kết trận mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi ạ. Kết trận mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi ạ. Tình yêu như cơn mưa rào, cho hơn hết mưa rào thì con nào về nhà con ấy thôi là hết mối tình đầu. Dễ thương. Mối tình thứ hai cũng là sinh viên mà bọn em kết thúc là vì bố anh ấy ốm nên là bác muốn anh yên bề gia thất, chia tay đơn giản vì anh ấy đi lấy vợ. Mối tình thứ ba thì anh ấy ít hơn em 1 tuổi ạ. Sau một thời gian tìm hiểu thì có đợt mẹ em vào viện thì anh cũng có quan tâm, nhưng thay vì quan tâm đến mẹ em thì anh chỉ quan tâm mỗi em thôi. Với cái suy nghĩ của anh ấy nó vẫn còn trẻ quá. Đối với kết hôn thì cần phải có chuyện gia đình, phải suy nghĩ nó rộng hơn. Em cũng nhìn nhận thấy là chàng trai này chỉ yêu thôi chứ chưa có thể tiến tới hôn nhân sâu hơn được. Mối tình thứ tư kết thúc vào năm 2015. Người yêu đó của em thì anh ấy đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Suy nghĩ của anh ấy khác hẳn. Và em thì là một người mới, em chưa có kết hôn lần nào, kinh nghiệm em chưa có nhiều. Em chia tay rất là nhanh gọn. Sau khi chia tay thì không có liên lạc gì với người cũ. Facebook không, điện thoại không, Zalo không. Tức là không liên lạc gì hết. Ngay cho chị hỏi là 6 năm nay tại sao em cũng không có quen ai? Cũng tương tự với anh Tài bên đây là suốt 5 năm lại không có mối tình nào, lý do gì vậy em? Sau khi chia tay thì em cũng có một chút buồn. Em thì thú vui của em lành mạnh hơn của anh Tài là em đi làm về này. Em sẽ đi tập gym, boxing. Sau đó thì ăn tối, một chút công việc và đi ngủ. Hy vọng ngày hôm nay với sự mát tay của hai đứa mình sẽ kết nối được cho cặp đôi này. Dạ. Tình trường thì sao cưng? Em có 3 mối tình. Một là hồi thời lớp 11, quen tới khi ra trường. Đã có 2 năm phải không? Lớp 11, 12. Dạ. Còn mối tình thứ hai là khi em phục vụ trong quân đội. Có đi quân đội nữa? Dạ. Lúc đó bạn này là sinh viên vào múa để cho em hát. Sau khi ra quân thì cũng có xuống nhà bạn đó chơi, làm quen những người trong gia đình, người thân. Thì có một lần gặp được ba của bạn, hỏi là sau này em tính làm cái gì, thì em mới nói là con định thi lên thành phố để con học nhạc. Em nhìn sắc mặt thì em nghĩ là chúng không thích rồi. Chào em. Chào anh. Áo da rất bụi, không trần, mô tô mà đi phượt mà, dân đi phượt, rắn rỏi đàn ông á nha. Theo anh thấy là em với lại áo vest tím là có vẻ hợp nhau đó. Cô gái bên anh là nhà thiết kế đó nha. Còn một mối tình nữa. Còn mối tình nữa. Cái mối tình cuối mới là quan trọng. Tại vì cái lúc đã trưởng thành rồi. Này thì nó hơi ngắn. Trong lúc em ôn thi thì có làm quen với bé đó. Nhỏ tuổi em nhiều lắm. Bé đó thì là con một. Mẹ em thì thấy bé nó còn nhỏ quá. Em thì lại chuẩn bị thi lên đây. Mẹ có góp ý kiến là nên suy nghĩ lại. Em có mấy mối tình rồi cưng Vi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên ấy, thì năm đó em mới 17 tuổi thôi. Anh đó là ảnh học ở Hồ Chí Minh, ảnh về Đà Nẵng. Xong rồi em với ảnh thì kiểu tình yêu gà bông thôi. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Tình yêu gì? Gà bông, dễ thương. À gà bông, một mối tình dễ thương. Dạ em không biết sao ấy mà em quen mối tình nào nó cũng gặp gọi là hơi trắc trở. Mối tình đầu là mối tình gà bông trắc trở. Nhưng mà anh đó lớn hơn em 8 tuổi rồi.
18 tuổi. Dạ, em còn nhỏ nên là anh Gà Bông thuê em thôi. Mối tình thứ hai thì em với anh kia quen xa, anh kia thì ở Hà Nội. Dạ, lúc em đang là sinh viên, quen cũng gần một năm nhưng mà gặp có đúng một lần. Hạn chế gặp nhau thì nó sẽ dẫn đến vì ảnh hưởng địa lý đúng không? Mấy người yêu xa nó khổ lắm. Tình yêu đích thực thì sẽ tới được với nhau thôi, không gì nói hết. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn. Đúng rồi, tình yêu chưa chín mùi nên cuộc tình thứ hai là cũng yêu xa là cũng đi xa luôn. Yêu xa là cũng đi xa luôn. Dạ, đi xa luôn. Mối thứ ba thì sau khi em ra trường 2 năm thì em mới quen bạn đó. Lúc đó là em đang trong quá trình gọi là khởi nghiệp ấy. Bạn kia thì cũng mới ra trường thôi. Khởi nghiệp thì nó có nhiều khó khăn lắm. Tại em lại là nhà thiết kế nữa. Có nghĩa là vì em hoạt động ở đây là vừa nhà thiết kế mà em phải xây dựng thương hiệu của em nữa. Mọi thứ nó đều rất khó khăn. Một mình em thì không thể gọi là cứ quản lý được cái kế hoạch của mình ấy. Xong ở đâu tự dưng bạn đó xuất hiện đúng cái thời điểm mà em đang khởi nghiệp luôn. Thì bạn hỗ trợ giúp đỡ cho em. Em không biết sao, em không bao giờ được một năm, dù em rất muốn quen lâu nhưng mà không bao giờ được. Chắc em có lời nguyền rồi phải không? Dạ, em cảm giác bị như vậy. Tôi thấy bên đây nhà gái ngon á nha. Hay lắm luôn á. Để tôi quay lại anh chàng Tài hồi đầu nha. Tài ơi. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Vui tính vậy. Vui tính. Nói nhiều một chút. Nói nhiều. Tại vì em hướng nội, em nói ít lắm. Mà đàn ông là phải chủ động nha. À, chủ động là mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Mình hành động thì đương nhiên mình chủ động. Ờ, không nói mà làm thôi. Dạ, biểu hiện hành động nhiều hơn là mà nói. Mà em thích cái mẫu người sao? Cao, thấp, lớn, bé như thế nào? Dưới 1m6 cũng được. Trời ơi trời. Em cao mét mấy, nói cho bên kia nghe. Em cao khoảng 1m68. 1m68. 1m68 nè. Bên đây nhiêu nè? Chà, em cao 1m50 thôi ạ. Dưới 1m6 cũng được. Chà, em cao 1m50 thôi ạ. 1m50 nè. Được. Ổn quá, ổn luôn á. Anh dài lên là đẹp rồi. Anh Tài bên đây là rắn chắc lắm á. Anh thích người sao? Mọi người lý tưởng của em sao? Vì em chơi được thể thao cho nên em cũng thích bạn trai em có thiên hướng thể thao một chút. Em chơi môn gì? Em chơi được khá nhiều, boxing, karate do, yoga, gym. Để chị coi trong các môn đó ông này ông có chơi được cái môn nào không nha. Được chị. Môn gì? Thể thao thì em rất là thích. Môn gì? Bóng đá, bóng rổ. Chơi bóng rổ luôn hả? Chứ không lẽ ông muốn người ta chơi bánh đũa? Muốn chơi bánh đũa với ông không? Trời ơi, công nhận em chịu khó vượt khó ghê luôn á. Cái ghế đỏ là được ngồi gần hơn ghế xanh á. Thì điện nó màu đỏ nữa, điện nó bắn á. Bắn màu xanh xa nè, nãy giờ có nghe được gì không? Tài tôi quên lũ. Duy không phải bồ cũ thôi, tên Tài. Bồ cũ thôi tên Tài. Trời ơi, chắc chị sắp luôn kìa. Duy sao cưng? Em thì cũng có một chút ấn tượng với bạn Vi. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích mắt hai mí. Mắt hai mí có không vậy? Có hai mí không? Nhìn mấy em gái kìa, 10 điểm như nhau á nha. Gò má hơi cao xíu. Trời ơi, gò má cao. Trời ơi, bà chị là gấp đôi luôn nha. Tiếp đi cưng, tiếp đi cưng. Cái điểm cuối cùng hơi bị hút đối với em á nha. Là gì? Răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Chết rồi, em gái dưới này ngồi cười không mà. Răng nanh luôn nha. Nói chung là có răng. Dạ. Có răng. Do răng. Ôi, lần đầu tiên tôi mới nghe nói có người thích răng thỏ. Chi vậy cứ? Không có. Nói chung ít là có răng thôi chứ không phải là hai cái răng nó nhô ra ngoài luôn. Nhưng mà lý do tại sao mình thích vậy? Thần tượng từ nhỏ của em luôn. Thần tượng ai? Vương Tổ Hiền. Đúng, có hai cái răng thôi nhô lên chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Châu Hải My cũng có nha cưng. Đúng rồi, có. Châu Hải My cũng có. Nhưng mà nét Châu Hải My không bằng. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ tới đàn gái nè. Đầu ao ước của em, một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào? Đang hỏi ai vậy? Đây, đang hỏi Vi. Đang hỏi Vi. Vi, đúng đối tượng. Nói ra sợ mọi người giật mình. Nói ra sợ mọi người giật mình, không sao. Anh đã thủ thế rồi, không giật mình đâu. Thì ai cũng thích đàn ông thông minh hết. Đừng ăn trùm. Trời ơi, nói cái giật mình thiệt, em đã thủ thế rồi. Mẫu người thôi. Sao có quyền ước mơ em? Em gần vậy, gom là Việt Nam, em đi qua xa quá, quốc tế rồi. Nếu mà bạn trai chiều cao trước ấy, thì là phải 1m75. 1m75. Không tới đâu, trả giá chút đi. 74. Không tới đâu. Mang guốc cũng được, bên kia mang guốc. Em nếu em độn lên hết mức được nhiêu cưng? 68. Độn hết mức 1m68 thôi nha. Kêu thằng bé đi mang cà kheo luôn. Cà kheo. Có thể nó ảnh mua đôi giày giống Trấn Thành cũng được. Tức là giày đôn. Thì chị nói giày đôn đó. Rồi chiều cao, rồi còn gì nữa không? Em thích đàn ông săn chắc, khỏe mạnh. Giống như chị, ai cũng phải thích đàn ông thể thao hết. Cái này ổn. Cái này hồi nãy anh thấy rồi. Trời, săn chắc, tướng cơ bắp. Dân đi phượt mà. Nếu anh đi phượt thì chắc chắn là phải thích thể thao rồi. Còn bản thân em là thích yoga. Chị. Ủa sao em không nhìn bên kia mà em nhìn chị này hoài vậy? Tại em cũng thích phụ nữ đẹp.
Trời ơi, hai người phụ nữ này thích nhau kìa. Cái gì sao? Chết tôi rồi. Bây giờ đang bị rối Tường ơi. À, chị hiểu rồi, có nghĩa là một là em thích cỡ Donald Trump, mà nếu Donald Trump không được cái là em thích phụ nữ. Trời ơi. Phải không? Sao em ghê. Không có hai đứa nắm tay nhau về luôn đi, khỏi bên đây, khỏi mở màn, mở rèm nữa. Em với anh Tài nắm tay nhau đi về nha. Em với anh Tài nắm tay nhau đi về nha. Thôi bỏ đi cưng. Bây giờ người ta đi tới đây có người thân, mình phải hỏi ý kiến. Bây giờ thì mình sẽ mời người lớn trước. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ tôi chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi chào anh Minh Đạt. Dạ. Dạ tôi chào tất cả quý vị khán thính giả ở trong phim trường. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của cháu Tài. Thì tôi thấy là hai cô gái này rất là đáng yêu. Các cháu đều rất là thành đạt, rất là chững chạc. Tôi thích hai cháu lắm. Cháu Nga thì lại rất thích về cái vấn đề về thể thao, mà lại nấu ăn giỏi nữa. Cháu lại ăn nói rồi rất là trôi chảy, mà lại rất hợp với lại cháu Tài là thích là nói nhiều. Vi thì lại Vi lại có cái ưu điểm khác nữa là Vi rất yêu trẻ em. Vi nói chuyện cũng rất là dịu dàng, rất là mạch lạc. Chỉ có một cái điều mà ở trong bụng á là tôi cũng hơi tiếc. Cả hai cô gái đều ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội, ngoài Bắc luôn. Tôi có ra Bắc một lần rồi và cũng có ra Đà Nẵng luôn. Tôi cũng tự giới thiệu tôi quê tôi ở Huế. Nhưng mà tôi và theo ba mẹ tôi vào trong Sài Gòn này ở cũng lâu rồi. Tôi chỉ tiếc cái mỗi chuyện đó. Cháu Vi hiện giờ là Vi đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Đà Nẵng cháu? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Còn tội Nga ở tận ngoài Bắc luôn phải không Nga? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi. Còn lại tôi nghĩ là cái quyền quyết định là của các con. Nhưng mà mẹ hôm nay con trai đưa mẹ đi theo. Mẹ nói vậy Tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn ai? Mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu Nga đừng buồn cô nha. Dạ. Không, không buồn. À. Tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu. Không chê. Mà cô nói là tiếc mà. Rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Em chỉ nghĩ là nếu mà một tình yêu đích thực á, thì Nga sẽ sẵn sàng vào thành phố để mà lập nghiệp. Tại vì cô bé này rất là độc lập. Tình yêu nó khó nói lắm em. Dạ, nửa vòng trái đất người ta còn bay về mà. Huống dạ. Chi là trong nước Việt Nam cái mình. Này chưa biết mà. Ừ. Này, lát nữa đối mặt thì mới biết ha. Hello em. Xin chào chị Tường, chào anh Đạt, chào các bạn cùng chơi với lại quý khán giả. Thì em là chị của anh Duy. Bạn Vi thì là cùng trang lứa với lại Duy. Chị thấy em là một cái người phụ nữ giống như kiểu là ít nói, mà Duy nó thì nói nhiều. Mà hai đứa mà nói nhiều thì về là chắc là banh nóc luôn hả chị Tường ha. À. Nên là phải bổ sung cho nhau những mảnh ghép. Rồi, cảm ơn em gái. Tới người nhà của Vi nè. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và các anh chị cùng tham gia chương trình. Nãy giờ em quan sát á, thì em thấy anh Duy kiểu như phong lưu, kiểu như đào hoa đó. Còn chị ba em á, là chị Vi á, chị rất là nghiêm túc trong công việc, có khi phải thức tới khuya 2 đến 3 giờ sáng để làm xong cái bộ sưu tập của mình. Em không biết là anh Duy nếu như mà chấp nhận quen với chị em á thì có chấp nhận yếu và đồng cảm và kiểu như là mình thương người phụ nữ hơn. Có nghĩa là em thấy anh Duy là trong những cái mối quan hệ trước đó thì em chưa thấy anh Duy có những cái mối quan hệ sâu sắc, thì em không biết là nếu như bước tới mối quan hệ nữa thì sẽ như thế nào, sâu sắc hơn hay là anh dễ dàng buông khi mà gặp những cái khó khăn nào đó. Những mối tình trước á sâu sắc cũng có, nhưng mà là do nó ở cái thời điểm anh còn quá trẻ và thời điểm đó là anh phải lựa chọn sự nghiệp với tình yêu, nên anh muốn anh có sự nghiệp tại vì anh không muốn là người phụ nữ của anh ra đường mà phải thua bất cứ ai hết. Dạ, cảm ơn anh. Cái kế hoạch và mục tiêu cho tương lai về công việc của mình nó đảm bảo và chắc chắn chưa, hay là công việc của anh hiện tại đã là đủ rồi? Cái về công việc hiện tại á, hiện tại anh đang là gọi là làm thêm, nhưng mà anh lại có cái hướng đi lên ở bên phía siêu thị đó. Em cảm ơn anh Duy. Bây giờ em có lời gì muốn hỏi đúng không? Dạ em cũng muốn chia sẻ thật là em là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hai em gái của em cũng kết hôn rồi. Bản thân em xuất phát điểm từ sư phạm cho nên là em cũng rất là yêu quý trẻ con. Em gái của em sinh em bé trong viện, sau em là người đi chăm và tắm cho cháu á. Bố mẹ thì em đã xây sửa nhà cửa cho bố mẹ rồi, vào bảo hiểm rồi, có tiền dưỡng già cho ông bà rồi. Thì em không còn lo nhiều nữa. Em khá là độc lập, em có khả năng di chuyển khá là tốt. Em không biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám
quen một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định, nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Không ngại về địa lý rồi. Mà tôi thương quá à, tôi thương cô Nga quá à. Dạ, rồi, dạ, bây giờ vậy nè, chắc là hai chị em mình phải mở cửa trái tim thôi. Dạ, đúng rồi chị. Để cho cả bốn bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa trái tim. Wow. Trời ơi. Bây giờ các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đó. Tôi vẫn cứ ưu tiên cho cặp đỏ trước đi, thì họ ngồi gần nhau. Chẳng hạn. Mạnh mẽ lên em. Nãy giờ anh có một thắc mắc là không biết tại sao mà em sinh sống ở ngoài Hà Nội, nhưng mà em lại có cái quyết tâm là vô đây tham gia chương trình để kiếm một bạn trai. Thực ra thì quyết tâm của em cũng không cao lắm đâu, có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Khi vừa nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Tại em thấy rất bất ngờ vì một cô gái mà thể thao như vậy nhưng mà có thể có một cái gu ăn mặc rất là gọi là nữ tính, bánh bèo thôi. Dạ, bánh bèo. Em cũng phải cố gắng lắm đấy ạ. Vì format của chương trình yêu cầu mọi người không nên mặc đồ tối màu lắm, mà đồ của em thì 90% là đồ tối màu. Để hôm nay có thể ra mắt, em đã phải đi sắm một bộ mới tinh á. Không có thể nào đánh giá bằng cái nhìn đầu tiên, phải không em? Phải muốn hiểu, phải gặp nhau nhiều lần, phải bay ra bay vô tốn mớ tiền vé máy bay mới hiểu được cổ chứ. Cái nào mặc của em hàng ngày thì em mặc đồ như thế nào? Em mặc đồ cá tính một chút, chất một chút và hơi giống Duy một chút. Tại vì em cũng là dân đi phượt, em đã phượt xuyên Việt bằng xe máy rồi. Sao cưng? Dạ. Sao mà mở cửa trái tim ra thấy sao? Dạ chưa, em chưa nói chuyện với Vi. Bây giờ nói đi. Không, giờ để hai anh chị nói. Không, bây giờ mình có thể chen vô được rồi đó. Tại vì người ta nói người ta ăn mặc giống em có vẻ hợp với em. Không, chị thì hồi nãy giờ em cũng nghe chị Nga chia sẻ thì em với chị cũng vài điểm tương đồng, có nghĩa là em cũng giống như Vi thôi, là về vấn đề về các trẻ em. Gặp Vi thì trước mắt là gần na ná giống như là cái tưởng tượng của em. Còn Vi thì sao Vi? Đầu tiên khi nhìn thấy Duy thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Khi mà mở cửa ra, em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Ấy là so với cái lúc ảnh nói chuyện á. Khác sao, khác sao? Dạ, khi mà ảnh nói chuyện á thì em nghe đây là một chàng trai khá là lanh lẹ. Lanh lẹ? Dạ, lanh lẹ. Thì cái bề ngoài nó sẽ không có điềm đâu. Cái là do mở cửa mà ảnh nhìn nhận em xong cái ảnh như vậy em cũng không hiểu. Nãy giờ Tài ít nói quá. Tài ít nói quá. Nói đi Tài, muốn nói gì với Vi không? Nói cảm nhận về Vi, cảm thấy rất là trưởng thành, rất là chín chắn, khác xa với những cái gì mà chia sẻ nãy giờ với mọi người là thích trẻ con và thường làm việc cái liên quan tới con nít. Trong đầu cứ nghĩ là Vi là sẽ rất là dễ thương, nhí nhảnh, rất là nhí nhảnh trẻ con. Tính các em á, nó hơi đa nhân cách một chút. Đa lại có thể cách là do em hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Mình học nghệ thuật nữa, khi làm với cái thì em phải giống như các con. Còn khi mình là bản thân mình phải quay về chính mình là một người nghiêm túc. Nếu như anh muốn thấy em dễ thương ấy thì anh phải bước vào cái thế giới thời trang của em thì anh mới thấy được điều đó được. Nãy mẹ em rất là ngại việc yêu xa, em nghĩ sao? Em thì không có ngại việc yêu xa. Yêu thì nó không phải một sớm một chiều, nó là một cái chặng đường dài. Điều gì cũng có thể thay đổi hết. Cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn Nga ở ngoài Hà Nội. Mà cũng có thể là... Nga thấy sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha. Đúng. Phải là ở gần. Này, chị cũng đồng quan điểm như em, vợ chồng đặc biệt là vợ chồng son phải ở vợ đâu chồng đó. Đúng có rồi. Nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau. Đồng ý cô này hay nha. Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu ạ, tại vì tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết. Em cũng không phải là người đoảng nữ không gia tránh cho nên em cũng không lo việc đó. Thế còn Vi? Em không có quan trọng hết cái vấn đề làm dâu. Em vẫn có một người em trai. Sau này mà em trai em ấy cũng sẽ lấy vợ thôi. Bây giờ thì mình làm chị thì mình phải gương mẫu đầu tiên, để cho cái cô em về sau mà về nhà mình ấy sẽ noi theo mình này.
Nga hồi nãy chị nghe anh Tài nói biết đâu một lúc nào đó có thể anh sẽ bay ra Hà Nội ở với em. Nhưng mà chị hỏi cái phép ngược lại, nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng xa xứ để theo chồng không? Từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi, em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều, miễn sao phù hợp với công việc và sau này. Nhưng mà cái công việc của em hiện tại, em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở Hà Nội rồi mà. Em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ. Nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia. Rất là đơn giản ạ. Đó, mình nói nhiều chút xíu để cho mọi người hiểu được nhau hơn. Trước khi mà đi đến cái vấn đề quan trọng thì chương trình cho các bạn ấy thêm một cái quyền nữa để kiểm tra cái cảm xúc một lần nữa cho bản thân của mình. Nhà trai có đưa ra một cái đề nghị là muốn được nắm tay các cô gái thì không biết ông Mai tính sao. Đồng ý không? Được, đồng ý không? Em này em đồng ý, được. Đứng lên. Tiến qua bên kia. Từng cặp một nắm tay nhìn nhau 30 giây để coi có điện, có cảm xúc gì với nhau hay không. Đó. Rồi. Nhìn đi. Rồi có nói gì gì khi cảm xúc với muốn nói gì thì nói nha, cơ hội ngàn năm có một. Nói gì nói sau ạ. Có gì để sau. Nói vậy đó hả? Tài có muốn nói gì nữa không? Để sau rồi nói. Rồi thôi về luôn. Về chỗ. Nhân dịp vào tham gia chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh ạ. Trời ơi, có quà luôn. Rồi cũng có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tới cặp mình rồi đó cưng. Vi và Di. Hay quá. Vi cao hơn em tí. Rồi, tiến qua luôn. Rồi, thẳng luôn hả? Rồi, em tiến qua luôn chưa? Rồi, tiến qua luôn. Cho anh gọi chứ. Anh thì sau khi nắm tay thì anh có cái kiểu giống như là cảm giác quen thuộc chút xíu. Anh đừng nói giống người yêu cũ. Không, không, anh không nói giống người yêu cũ, không ai giống em. Về chỗ được rồi, được rồi. Giờ chúng ta cũng phải đi đến cái đoạn kết rồi. Dạ đúng rồi. Cũng phải xem là ngày hôm nay cuối cùng là cảm xúc nó sẽ đi về đâu. Cặp đôi nào sẽ đi đến với cặp đôi nào. Rồi. Những người tham gia chương trình ngay giờ phút này có quyền có 3 sự lựa chọn. 3 sự lựa chọn. Đầu tiên là các bạn không bấm nút, có nghĩa là không chọn, không chọn ai hết. Sự lựa chọn thứ hai thì các bạn có quyền bấm vào cái nút bấm trên cái ghế của mình, nó có 2 nút bấm, một cái nút bấm màu đỏ, một cái nút bấm màu xanh. Nếu mình thích cái cô màu đỏ thì mình sẽ bấm nút màu đỏ. Còn nếu như mà mình thích cái cô màu xanh, mình có quyền bấm nút màu xanh. Chúng ta có quyền lựa chọn tùy theo sự mách bảo của trái tim mình, thích ai bấm nấy. Ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc đích thực của mình nhất. Và chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất, đó chính là khoảnh khắc quyết định. Sẽ có 5 giây cho các bạn. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình đưa ra một quyết định chính xác nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 Dưới 1m6 cũng được. Trời, em cao 1m5 thôi ạ. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Thì em thích mắt hai mí, răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Anh có dám quen một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định, nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Khi mà mở cửa ra em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Hết giờ. Hết thời gian. Một màu xanh, một màu đỏ. Bên đàn gái không có một ánh đèn nào cả. Tường ơi, bên đây cúp điện hay gì rồi? À, em muốn bấm không? Để tôi hỏi Nga, em thật sự không có bấm hả Nga? Thực ra là sau cái phút không giây là em có bấm rồi, nhưng mà cúp điện thật ạ. Có bấm hả? Bây giờ em bấm lại. Bây giờ em bấm lại, đang chờ đợi. Bấm cái gì? Em chưa bấm tiền điện cho nhà gái hả? Em làm anh hết hồn vậy. Là em có bấm đúng không? Mà bây giờ là cuối cùng là em có bấm không? Dạ có. Có. Còn em sao? Em hãy nói đi, cảnh nghĩ đi. Nhà cúp điện luôn hả? Dạ, cúp điện chưa đóng tiền điện. Rồi, cúp điện chưa đóng tiền điện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy được có một cặp đôi. Đó chính là anh Tài và bà Nga. Xin mời hai bạn đi lên phía trước. Hay quá. Chúng ta đã bấm nút hẹn hò rồi thì ngại ngần gì mà không nắm tay nhau đi các bạn. À,
Wow. Cảm xúc của Tài như thế nào? Rất là vui. Hả? Rất là vui. Vui hả? Mà lúc nãy có bị rớt trái tim ra ngoài không? Cái lúc mà cúp điện cũng không có nghe gì nhiều. Bây giờ rung quá, về còn rung. Nói không có nghe được. Bây giờ vẫn còn rung, cái môi còn rung luôn á. Rồi chúc mừng cho Tài và Nga ngày hôm nay. Mỗi lần mà thí dụ như bấm nút hẹn hò thì chúng ta phải làm gì để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt không? Bấm nút hẹn hò kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Mọi người ơi, chúng ta phải làm gì mọi người? Hôn đi à? Hôn đi. Em làm gì em né né vậy em kêu? Để cho đi. Hai bạn này vừa hôn vừa đi vòng vòng đây. Hôn đi là hôn nhau đi. À hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Tại sao Nga bấm nút? Cho mình thêm một cơ hội, biết đâu quen một chàng trai Sài Gòn ngọt ngào dễ thương, nó sẽ thay đổi phong thủy luôn ạ. Đúng rồi. Chị nghĩ là giờ phút này Tài, em nên nói một lời gì đó tỏ tình ngọt ngào để chứng tỏ cái sự quyết tâm của mình trong cái mối tình này. Anh hy vọng anh sẽ là cơn bão cuối cùng để đưa con thuyền của em về bến của anh. Cơn bão nha, có bão rồi. Bây giờ mời hai bạn kia ra chung vui luôn. Mời Vi. Vi, Duy. Mặc dù là không có chọn mắm nút với nhau. Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 cũng sẽ dành tặng cho các bạn. Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John. Kính thưa quý vị, và không chỉ dừng lại ở đó, đây là một cái phần quà đặc biệt hơn nữa. Nếu như cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay mà tiến tới được hôn nhân thì sẽ được miễn phí sử dụng 1 năm của bột giặt chơi. Yeah. Và đây là một cặp điện thoại Realme dành cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong chương trình ngày hôm nay. Mặc dù họ không đến được với nhau, không cùng nhịp đập trái tim với nhau, nhưng vẫn được cái phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme. Nhiều khi nhận điện thoại này xong, xin số điện thoại của nhau rồi mình lại liên lạc với nhau chẳng hạn. Đây là những phần quà dành cho những người đăng ký tham gia chương trình. Phần quà đến từ nước uống thảo dược Thổ Phục Linh, đã tăng cường sức khỏe cho mình nha. Cái này vô. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục ủng hộ cho Cát Tường cũng như là Hứa Minh Đạt qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình cũng sẽ được phát sóng lại vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như các bạn đang còn độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy nhanh tay đăng ký chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hello anh chị, hôm nay mình run không chị? Mình vui không? Chị không run gì cả, chị thấy bình thường à? Được, có hồi hộp không? Có một chút xíu. Có hồi hộp lắm hả? Sao mình quyết định là mình không lựa chọn, mình không bấm nút vậy? Tại là gì? Vô đây. Cái lý do mà không chọn Duy á là vì ở Duy với Vy có tính cách hơi giống nhau. Dạ, hơi giống nhau. Giống thì rất khó có thể gọi là làm người yêu, nhưng mình có thể làm bạn trước. Đúng rồi. Mình đi từ những cái bước cơ bản làm bạn trước, sau này mà mình cảm thấy mình hợp thì mình có thể tiến tới sau. Cứ chậm chắc thì nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi. Anh thì anh nghĩ là bấm nút ở đây hay không bấm nút thì nó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là anh thấy trước mắt là Vy là sẽ qua gặp chị anh rồi đó, là sẽ còn gặp nhau dài dài. Thì có thể là thời điểm này cả hai thấy bị trùng lắp, nhưng mà đôi khi sau khi gần như là đi chung với nhau nhiều á, tức là tham gia nhiều hoạt động chung với nhau ở ngoài á, thì không chừng lúc đó sẽ thấy cái sự trùng lắp nó lại là phù hợp, nó sẽ đến với nhau từ ở thời điểm đó. Có thể lúc này thì chưa phù hợp. Về ngoại hình thì em thích mắt hai mí. Mắt hai mí, gò má hơi cao xíu. Nó mở bạn trai chiều cao trước ấy, thì là phải 1m75. 1m75. Được nhiêu cân? 68. Em đàn ông săn chắc khỏe mạnh cũng sẽ rất. Đây bây giờ là hai anh chị đang chụp hình chung nha mọi người ơi. Mặc dù là không thành đôi nhưng mà hai anh chị cũng khá là dễ thương nha. Mình tin chắc là cho dù là sau này các anh chị có tới được với nhau hay không á, thì cả hai anh chị cũng sẽ rất là hợp ý. Anh chị ôm hay mình đi ra ngoài đi, mình đi ra ngoài mình nói chuyện đi. Ở không gian ngoài rất là dễ thương, là chuẩn bị cho các anh chị rồi á. Úi, một chàng trai ga lăng xách đồ cho cô gái.
có thể thấy là mẹ của chàng trai cũng rất là thích cô gái nè. Bây giờ là một cái khung cảnh rất là dễ thương, cả gia đình cùng nhau đi ra để có thể chụp hình selfie, rất là đáng yêu luôn. Mặc dù là mới vừa kết duyên với nhau thôi nhưng mà cả ba đều rất là thân thiết. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nga, mình đến từ Hà Nội, năm nay mình 31 tuổi. Mình tên là Tài, mình đến từ Sài Gòn, năm nay mình 34 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của mình về bạn Nga là rất là xinh và rất là dễ thương. Trời ơi, câu hỏi này với chị là hơi khó luôn á. Không trả lời có được không? Tại vì nhiều ấn tượng quá, cảm xúc bị trộn lẫn với nhau á. Lý do chị bấm nút vào phút cuối cùng là chị muốn cho mình một cơ hội cũng như là cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau xem có tiến tới được với nhau hay không. Đây là lần đầu tiên có cái mối tình là yêu xa, cũng vui và cũng rất lo lắng, hơi bất ngờ đối với mình. Nếu các bạn còn chưa tìm được một nửa của mình thì hãy đăng ký tham gia chương trình.